Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Người thân của Phi Nhung tung đoạn video khẳng định sự hiếu thảo của con trai cả của ca sĩ như muốn dằn mặt Hồ Văn Cường đã bị thất sủng. Cách đây ít giờ, một người thân thiết trong ekip của cô ca sĩ Phi Nhung chia sẻ lại đoạn video ngắn trong lễ cùng bồn 9 ngày của giọng ca Bông Điên Điển. Người này chia sẻ khoảnh khắc con trai cả của cô ca sĩ cúi gặp người nói lời cảm ơn với mọi người trong lễ cùng. Con trai nuôi này được phía ca sĩ Phi Nhung giới thiệu là Trưởng Nam. Chia sẻ đoạn video, người thân của Phi Nhung còn hết lời khen ngợi. Cậu bé hiếu thảo với mẹ nuôi, động thái của người này như muốn nhắm thẳng vào Hồ Văn Cường. Phải chăng phía cố ca sĩ Phi Nhung giờ đã có người thay thế vị trí Hồ Văn Cường và nam ca sĩ này đã hoàn toàn thất sủng, mất giá trị với ekip? Mang danh là người con trai nuôi được cố ca sĩ Phi Nhung cưng chiều, nhưng rồi đến ngày lễ 49 ngày của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường đã vắng mặt một cách khó hiểu. Thay Hồ Văn Cường lại là một người con trai khác mà nữ ca sĩ ít khi nào nhắc tới. Điều này như vỗ mặt Hồ Văn Cường giữa ồn ào với ekip của cố ca sĩ Phi Nhung. Mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và ekip của cố ca sĩ Phi Nhung ngày càng căng thẳng. Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, ekip của cố ca sĩ đã công khai trả lại toàn bộ số tiền cho Hồ Văn Cường. Đồng thời, sau buổi lễ trao giải tiền, song phẳng này thì Hồ Văn Cường chính thức không còn liên quan gì tới phía mẹ nuôi Phi Nhung. Tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường ra sao vẫn còn là một ẩn số, nam ca sĩ đã rời khỏi nhà mẹ nuôi hay vẫn đang sống tại đó cũng chưa ai rõ. Mặc cho nhiều mạnh thường quân muốn giúp đỡ, mà công chúng ngóng chờ, Hồ Văn Cường vẫn chọn cách im lặng và ở ẩn trong thời gian này. Vào sáng nay, lễ chung thất của cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Pháp Vân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ có sự góp mặt nhiều sao Việt như Ngọc Dầu, Phước Sang, Ngọc Sơn, Trường Giang, Vi Oanh, Phương Mỹ Chi, Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu, Trang Trần, v.v. Các nghi lễ tưởng nhớ cố ca sĩ cũng được tổ chức rất long trọng và giữ gìn tôn nghiêm. Tại Mỹ, con gái cố ca sĩ là Wendy Phạm cũng cùng với ca sĩ Tracy Phương Trinh và Mạnh Quỳnh tổ chức lễ cúng thất bồn 9 ngày cho giọng ca Bông Điên Điển. Trong ngày cúng thất bồn 9 ngày của người em thân thiết, vợ cũ Bằng Kiều không giấu được nỗi xúc động. Lúc sinh thời, Phi Nhung được Tracy coi như em gái ruột, không ngần ngại nâng đỡ và đồng hành trong nhiều chặng đường âm nhạc. Sau buổi lễ, Tracy Phương Trinh nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân. Tại buổi lễ, khi hòa thượng nói em đang mỉm cười cho mọi người em đi. Rơi nước mắt chị lại rơi. Cảm giác như chị lại mất đi em một lần nữa, mặc dù em đã bỏ mọi người ra đi bồn chín ngay rồi, đáng lẽ chị phải vui 10 đồng. Phải không em? Vui vì em chính thức được về trời và nơi đó em không còn vướng vấn nợ đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.